Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 niên Quý Mão. Bích Giang và các anh chị em đồng đạo ở đến đây là xã Phú Hưng của huyện Phú Tân ở tỉnh An Giang. Là bữa nay là nhà của chị Loan và anh Lợi, đây là chuyên môn về làm tam bảo để gieo duyên cho các nơi, trợ duyên cho các mạnh thường, các đồng đạo phát tâm tu, và ở đâu tỉnh thì cũng lại đây là toàn làm miễn phí hết nha chị quý vị. Hôm nay là cũng đủ duyên, anh chị em đến đây là trợ duyên thêm cho chị, đừng có tiếp những chỗ khác người ta đã đến đây xin gieo duyên. Và anh chị em đây cũng có tới đây hỗ trợ thêm cho anh chị đây. Đây là anh Lợi, còn đây là chị Loan. Anh chị đây là chuyên về làm tam bảo không có chị quý vị gần xa. Chị quý vị nào có gieo duyên thì tới đây, và các anh chị em đồng đạo đây là Quynh Bình cũng tối nay tới phụ, rồi đây là Đệ Hải cũng tới phụ, rồi đây là Quynh Yên cũng tới phụ đây. Anh chị em tới đây là phụ chị, anh chị đây tiếp với anh chị đặng giao cho các nơi người ta, như giờ là không kịp, anh chị là không có kịp nên giờ phải phụ nay tới tiếp một phát đầu. Rồi giờ anh với các Quynh đều nói ít câu đến chư vị khán giả đây. Rồi nè, anh chị chủ nhà nói gì trước đây? Để thứ ta chính thì Quynh có mời có cho đám mà lại nói trước đi. Để chủ nhà Nam Mô Đà Phật, thì hôm nay là ngày 14 có làm tam bảo, có mời anh em chị em lại làm tiếp để cho bà con của bác ta thỉnh. Ở đây là cho thỉnh miễn phí nha quý vị, không lấy tiền nha. Ở đây anh em có hùng đợi người vài trăm như đó, rồi dồn dồn thì được làm được nhiều được. Thì có ít thì cho ít, có nhiều cho nhiều. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, có thì cho, không có thôi nghe quý vị. Nhưng mà ở này cho đỉnh miễn phí nghe quý vị. Nam Mô Đà Phật. Rồi, cảm ơn Quynh nhiều. Chứ quý vị gần xa nào có thỉnh thì tới đây, địa chỉ ở đây là ấp đây là xã Phú Hưng gần chùa Cây Xanh nghe chứ quý vị. Tới đây đi rồi liên hệ, nếu có gì thì liên hệ với Bích Văn với Quynh Yên đây cũng được. Rồi Quynh Yên nói gì đây Quynh Yên? Bữa nay mình đi đây mình phụ trợ tiếp trợ gì gì đó Quynh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 thì Y Nguyễn xin kính chúc các chị quý vị đồng đạo cô bác gần xa dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc. Thì hôm nay cũng các anh em đồng đạo cùng nên mời đến đây để trợ duyên cùng hai vợ chồng của mỗi con ở đây ở xã Phú Hưng, thì cũng làm tam bảo đình thầy để gieo duyên những cái người mà người ta đang cần. Thì đến đây thì hai vợ chồng mỗi ngày cũng cho từ thiện ông cả nhà, nếu ai mà muốn thỉnh thì ở tích gieo duyên với đại hải với mụi Bích Văn cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh của Bích Văn, và ai mà có xem được kinh Bích Văn thì thả tim và chia sẻ nhận nhiều nhiều cho Bích Văn cả nhà ơi. Yêu thương Bích Văn thì thả tim và chia sẻ Bích Văn cả nhà. Dạ cảm ơn Quynh nhiều. Dạ Bích Văn cũng có đang làm kênh YouTube về sấm giảng và những cái liên quan về cái Phật giáo Hòa Hảo, là Bích Văn đang có làm kênh. Nếu như quý vị nào gần xa có xem được kênh Bích Văn thì nhớ đăng ký ủng hộ cho Bích Văn, rồi có tinh thần Phật pháp càng nhiều thêm nữa chứ quý vị. Kênh của Bích Văn là sấm giảng Hòa Hảo trong phố cả nhà vô đó là gặp cái kênh của Bích Văn. Thì yêu thương Bích Văn thì cho Bích Văn một chia sẻ cho một tin hoặc là bình luận cho Bích Văn cả nhà. Bích Văn rất cảm ơn các bạn đồng đạo và yêu thương Bích Văn. Rồi cảm ơn sư anh. Bây giờ anh chị em đang làm phụ làm là nghe chưa quý vị? Rồi tiếp tục hành trình đi anh em ơi. Rồi tới đây mình rồi, có làm đi rồi làm đi các anh em ơi. Nói giấu gì với Quynh để giả cái chuyện nói quá cho nên thông cảm, khó quá cho qua đi Quynh ơi. Còn Quynh Bình này là từ xa xôi lắm nghe chưa quý vị, ở chắc Cà Đau kinh đứng mà kinh cùng nước cạn luôn lên tới đây. Công đức nhiều lắm đó nghe chưa quý vị gần xa. Trong nhận thêm cái kinh cùng mà còn nước cạn nữa, kinh cùng khỏi nói tại cũng biết nước cạn. Để vậy thôi, vậy cứ công đức của Quynh mới nhiều. Ông Diễm kìa, ông Diễm ơi rảnh hơn xuống đây phụ tiếp cho anh Tám ông Diễm ơi. Em Dũng ơi, thích chạy đây nè, Dũng ơi, đang nhà muội đang nấu đồ ăn này dễ chân nè, mà em Dũng ơi, Diễm ơi. Nữa mình dám keo không gặp đang xử. Em dục nào? Bữa nào em Diễm không có lời bàn. Mình xảy đồ tiếp. Em dục nào? Diễm, Diễm. Diễm hả? Diễm em, có Quynh Yên. Em đang gầu. Có Diễm à? Chị có kết bạn với Diễm không? Có. Cái này gầu đấy thôi. Chưa.
Bữa nay ban trị sự không có người đọc giảng kìa chị ơi. Bữa nay á mình đang tiếp ở đây rồi kẹt kìa bạn yêu ơi, bạn Hiền ơi. Rồi ngày mai đi đám giỗ ở dưới là chùa ở dưới là nữa rồi không có đi được luôn rồi bạn ơi. Cái này gọi giỗ không? Ừ thì cũng giỗ. Còn anh Hoàng Sa ơi, qua đây phụ tiếp là anh Hoàng Sa không? Kêu hụng qua rồi, không có gặp. Tiếng chồng, tiếng chồng. Ở đây đang thiếu người nè anh Hoàng Sao, qua phụ tiếp anh Hoàng Sao. Tối ngày giữ đảo hoài không chịu qua để tiếng kêu này của Niên xin nhắc ở trong một cái chân nghe nha. Sư phụ ơi cứu con, tiếng kêu gắt chồng. Còn nếu nói về mà kêu cứu đó là nếu nói về bên tàu đó là kêu nghe cứu tôi giới. Sư phụ ơi cái đi kêu nhân này làm đi nhớ rồi ôi cô ơi chào đệ tử chứ cái này bác ốc thì tôi làm mấy miếng này nữa thôi. Đây anh chị em đang làm đây đặt miếng rửa cho nó được chứ. Nói gì nói chứ từ giờ cũng chưa có chúc được hai vợ chồng cái mùi chủ nhà này nữa. Chúng ta đi giờ mình nó chúc bên ngoài, không đi thương ngoài còn chủ nhà. Chủ nhà không chúc cho cái sức khỏe đi à, mình thà tiếp với hình thầy và Tâm Bảo. Thôi em cũng bảo đây chúc cho hai vợ chồng của mùi được dồi dào sức khỏe, có sức khỏe làm được việc thiện. Rồi thân tâm ăn là tu hành tinh tấn nhận sự an lành tiến lên theo mới gia đình hạnh phúc gặp tinh tấn làm nhiều nhiều hơn nữa. Cảm ơn bên nhà để chúc bên ngoài con mà hơn mũi nói chúng ta chúc hai chồng mũi nữa ăn không đợi. Rồi chừng nào đủ duyên à, chừng nào à, làm được khác nữa à, Bích Giang với Quynh Yên rủ bạn Hiền xuống đây tiếp nha bạn Hiền. Ông Diễm nói không trùng với ngày ban trị sự đi đây giao duyên bữa. Anh em mình đi đâu không ạ? Anh em không gặp mặt tôi nói anh em không cần nữa đúng không? Tôi xin ơi thay mặt của nhà cảm ơn ông Diễm luôn. Ủa cho Vinh vô luôn đi. Ủa nó quýnh tặng vô chứ hả? Đi hả?